Hồng Anh xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tôn Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2020. Shop Tôn tự hào là một đơn vị bán những sản phẩm nhập từ thị trường Mỹ về, máy công cụ, dụng cụ sử dụng pin của hãng DeWalt và Milwaukee. Với chính sách bảo hành, bảo dưỡng cũng như chăm sóc khách hàng rất là tốt. Ví dụ như đối với sản phẩm DeWalt thì áp dụng dựa theo chính sách bảo hành của DeWalt Việt Nam là thân máy bảo hành 3 năm, pin sạc bảo hành 1 năm. Mọi vấn đề gì anh chị cứ việc gọi điện hoặc là gửi sản phẩm lại tại Shop Tool thì sẽ được xử lý. Đối với Milwaukee thì bảo hành 1 năm đối với pin và sạc vào thân máy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô chương trình của ngày hôm nay, 4 tháng 12 năm 2020. Trong video thứ nhất này thì có một số sản phẩm với giá cực kỳ tốt trong cái nhà sản phẩm mới vừa về đây. Ở đây thì mình có những cái mẫu tượng trưng thôi, chứ không thể nào để hết trên một bàn được. Cho nên anh chị chúng ta cần cái mã nào thì liên hệ với Shop Tool để đặt hàng cũng như được tư vấn tận tình về cái cách sử dụng sản phẩm cũng như bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành. Đầu tiên sẽ là một số sản phẩm với mức giá cực kỳ hấp dẫn, rất là tốt, nhưng mà số lượng có hạn. Mấy anh nào mình có nhu cầu thì liên hệ ngay nha, để chúng ta có hàng ta sử dụng thi công trong mùa cuối năm này. Đầu tiên sẽ là bộ sản phẩm DCD791P1 được sản xuất tại Mỹ. Bộ sản phẩm này gồm có thân máy, pin 5, sạc và túi. Với giá bán 3.850.000, số lượng có hạn. Mấy anh mình cần thì sử dụng ngay, mua về ngay nha. Máy này hoàn toàn phù hợp để chúng ta sử dụng tại gia đình hoặc là thi công lắp đặt đồ nội thất, đồ gỗ chẳng hạn, khoan tường, khoan sắt, khoan gỗ vô tư. Rất là nhỏ, gọn, nhẹ, nhưng mà lực của nó rất là khỏe. Đây, cái này về là mình gói lại cho nó kỹ càng. Đó, pin 5. Sạc DCB112. Catalog hướng dẫn. Cái này nó không cho mình cái móc ha. Rồi, về thông số kỹ thuật của máy. Sử dụng động cơ không cho than, sử dụng pin 20V. Nếu mà so với là máy điện thì tương đương công suất là 645W. Tốc độ vòng xoay có 2 tốc độ 550 vòng và 2000 vòng một phút. Đầu kẹp auto lock 13mm. Cân nặng thân máy với pin luôn là 1,5 kg. Đây là cái thân máy DCD 791, rất là nhỏ và gọn. Đầu kẹp auto lock 13mm bằng kim loại. 15 cấp độ lực bắt lớp bắt vít, một chức năng khoan, 2 tốc độ. Thân máy sản xuất tại Mỹ, Made in USA. Rồi, chúng ta gắn pin vô, test máy. Đèn có 3 cấp độ sáng. Ngon lành. Mấy anh mình mua về thì sử dụng tại gia đình là vô tư ha. Khoan tường, khoan gỗ, khoan sắt. Khoan sắt thì mũi 80 đổ lại, khoan tường cũng vậy. Khoan gỗ thì mình có thể khoét cái bụng 35, 40. 2 tốc độ. Rất là khỏe luôn. Đi kèm cục pin 5, mình sạc đầy có thể xài được mấy ngày. Đế sạc đi theo bộ này là DCB112, túi vải. Giá bán rất là hấp dẫn, 3.850.000 cho một bộ này. Rồi, tiếp theo sẽ là bộ máy khoan DCD709C2. Giá bán là 3.3 triệu trong chương trình này. Số lượng có hạn nha anh chị. Thì bộ này gồm có một cây khoan, một cục pin, một cái sạc và đựng trong một cái túi. Rồi sạc của nó là sạc DCB107. Hai cục pin. Máy này thì vẫn phù hợp cho chúng ta sử dụng tại gia đình hoặc là thi công bên đồ gỗ nội thất ha. Mình lắp ráp kệ này kia rất là đơn giản. Mã là DCB201 20V 1.5A. Rồi hai cục luôn, như nhau. Hai cục này nếu mà mình vừa xài vừa sạc thì có thể xài được một ngày trọn vẹn cái công việc của mình. Đó. Rồi, xe Made in Malaysia, đóng gói tại Mexico. Rồi, và cuối cùng là cái thân máy DCD709. Rất là nhỏ, gọn, đầu kẹp khoan, auto lock 13mm. 15 cấp độ lực quắc vít, chức năng khoan và chức năng khoan có búa. Cái chức năng khoan có búa này mình dùng để khoan tường rất là nhanh. Thao tác rất là lẹ, bởi vì nó nhịp búa liên tục để nâng phôi. Đầu kẹp auto lock 13mm, thì có điều nó là bằng nhựa, nhưng mà nhựa này là nhựa tốt. Sử dụng động cơ không chổi than, sử dụng nguồn pin 20V, hai cục đi theo bộ này là cục 1.5A.
Cái này thì nó có cho mình là hai tốc độ khoan. Tốc độ khoan thứ nhất là 450 vòng một phút, tốc độ khoan thứ hai là 1650 vòng một phút. Nhịp búa liên tục là 28.050 vòng nhịp trong một phút. Made in Mexico, thân máy Made in Mexico. Rồi, bộ này rất là nhỏ gọn, phù hợp mình sử dụng tại gia đình luôn ha. Mấy bác nào mình lớn lớn tuổi mình cầm muốn khoan á, hoàn toàn ngon. Khoan gỗ, khoan sắt, khoan tường, nhỏ gọn, lực rất là khỏe. Hai cục pin, vừa xài vừa sạc, bao một ngày, đựng trong cái túi vải luôn. Với giá bán là 3.300.000 cho cái video này, như số lượng có hạn. Mấy bác là mình cần thì chúng ta liên hệ ngay ha, để chúng ta lấy sản phẩm này về xài. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua chủ đề máy Milwaukee nhập về thị trường Mỹ, máy mới 100%. Đầu tiên sẽ là cái bộ bắc vít búa dầu, hay còn gọi là bắc vít thủy lực. Mã model là 2551-22. Bộ này gồm có một thân máy, hai cục pin và cái sạc. Và máy này nó sử dụng pin là 12V. Rồi. Và mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Nguyên một combo, một máy, hai pin, một sạc, giá 4 triệu. Đó, cái bộ combo này có thêm cái túi vải nữa. Túi vải này rất là đặc biệt, là túi vải vuông. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau khui ra. Túi vải rất là đẹp luôn. Rồi, thân máy rất là nhỏ gọn. Bắc vít thủy lực, ưu điểm của nó là chạy tốc tua của nó rất là nhanh. Và khi mà chúng ta nghe tiếng búa rất là êm. Nó cái chữ Shush M12, 3 cấp chỉnh tốc độ cũng như lực, và một chức năng bắt vít trực tiếp những con vít mà có cái đầu mũi khoan ở trên đó. Rồi, sử dụng pin 12V. Milwaukee thì mặc dù nó nhỏ gọn nhưng mà lực của nó rất là khỏe. Chúng ta sử dụng ở nhà cũng ngon lành. Cái này nếu mà đi ráp đồ nội thất cũng tuyệt vời, bởi vì nó rất là êm. Nhiều khi mình thao tác làm việc mà chủ nhà nó không hay luôn. Nhỏ gọn nhẹ. Ở đây là cái đèn báo pin, công tắc đảo chiều trái và phải. Ngoài ra thì cái bắt vít búa dầu nó còn một cái ưu điểm cực kỳ hay, đó là cái đầu bắt vít trên đây rất thẳng và rất là cứng, không nó nhúc nhích được. Còn kết cấu bên trong của nó là nó sử dụng cái kết cấu truyền động hai bạc đạn, là như vậy, mình nhớ là vậy. Mã là 2551-20 ha. Tốc độ vòng xoay tối đa của nó là 3.200 nhịp trong 3.200 vòng một phút, lực nhịp tối đa là 3.400 nhịp trong một phút, sử dụng pin 12V, động cơ không chổi than. Nguyên một cái combo, một máy, hai pin, một sạc, nguyên zin như thế này có 4 triệu thôi, đựng trong cái túi nữa, rất là đẹp và mức giá cực kỳ ưu đãi hấp dẫn. Chúng ta nên mua nguyên combo nó sẽ lợi thế hơn, sau chúng ta mua từng món, mua body, mua pin, mua sạc. Và mức giá này áp dụng trong chương trình này, 4 triệu một body. Về lực của nó để mình xem thử coi. Đây, nó dán cái tem này thông quang. Lực của nó là 50,8 Newton trên mét, rất là mạnh. Cây 12V, búa thủy lực mà 50,8 Newton trên mét là quá là ok. Rồi, nguyên một combo, một máy, hai pin, hai pin hai, một cái sạc, một cái túi, 4 triệu một body. 4 triệu một cái combo. Này 4 triệu combo nha, mình ghi nhầm. Rồi, tiếp theo chủ đề mà sell up của Milwaukee giá tốt thì một cái thân máy rút rivet sử dụng pin, mã model là 2550-20. Đây là một cái máy mơ ước của tất cả các anh chúng ta là bên ngành sắt cũng như ngành nhôm đi rút rivet. Trời ơi, nó rút là tuyệt vời luôn. Ở trong đây cái thân máy nó có lực rút rất là tốt, nó có thể lên tới con rivet inox 4.8 mấy cái rivet đó mà rút tay là cũng mệt mỏi, hoặc là dùng máy hơi cũng hơi bị đuối. Và kết cấu của nó rất là cứng chắc, mình rất là thích, mình bán rất là nhiều về sản phẩm này. Cái đầu rivet trên đây nó là bằng thép tôi, rất là cứng, khó khi nào mà bị hư. Và cơ chế rút rivet tự động, nghĩa là khi nó rút vô hết cỡ thì tự động nó sẽ ngắt và nó bỏ cái hộp đằng sau này, mình sẽ gắn vô đây và nó trả lại cái cơ chế ban đầu. Rồi chúng ta tiếp tục rút con rivet thứ hai. Ngoài ra nó còn cho mình thấy 4 cái đầu rivet cũng là thép tôi luôn. Ở đây là một đầu ha, ở đây là ba đầu phụ. Rút rivet tối đa là 4.8 nha mấy anh. Rồi, mã model là 2550-20. Đó, sử dụng pin 12V. Đó, rút được 4 loại rivet luôn. Nhỏ, gọn, nhẹ và rất là khỏe, kết cấu cực kỳ cứng chắc, rất là ngon lành. Rồi, và giá thân máy trong cái chương trình này là 4.900.000, bao gồm thân máy, pin sạc mấy anh mình có rồi, hoặc là chúng ta mua riêng, mua rời. Rồi, tiếp theo là một cái máy Milwaukee, hàng cũng gọi là hiếm và rất là dễ sử dụng. Cũng là một cái máy đam mê của mấy anh bên ngành gỗ, mỹ nghệ, hoặc là mấy anh bên làm khuôn. Đây là cái máy mài khuôn,
Mã model là 2460-20, tức là chỉ có thân máy mà thôi. Và mức giá cực kỳ hấp dẫn trong chương trình này là 1.700.000 một thân máy, chưa bao gồm pin và sạc. Và cái thân máy này thì mình đã giới thiệu với anh chị một trong cái video rất là cụ thể rồi. Đó, máy mài khuôn nhỏ gọn nhẹ, sử dụng pin rất là khỏe. Nó có thể chỉnh được 6 tốc độ tối đa. Và cái điều ưa thích của cái dòng Yuki nó cao cấp hơn, thứ nhất là nó sử dụng pin không bị dướng díu, hai là lực nó rất là khỏe, ba là chỉnh được tốc độ, và bốn là khi mình chạy nó cảm giác cầm tay nó không bị lắc, rất là thích. Rồi, và đây là thông số kỹ thuật của máy. 2460-20, tức là thân máy thôi, tốc độ xoay chậm nhất của nó cấp 1 là 5.000 vòng một phút và nhanh nhất của nó là 37.000 vòng trong một phút, cực kỳ nhanh. Và cái đầu chuyển trên đây là nó rất là thông dụng, mình có thể mua mấy cái mũi mài ở ngoài thị trường lắp vô dễ dàng. Đó, và đây là cái thân máy mài khuôn, mức giá là 1.700.000 một thân máy, chưa bao gồm pin, chưa bao gồm sạc. Đó, và đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn, chúng ta cần thì chúng ta mua ngay, không hết thì sau này rất là hối hận ha. Video cũng khá là dài cho nên mình sẽ chốt cái sản phẩm giá cực kỳ tốt trong chương trình này, đó chính là cái Milwaukee 2457-20, mức giá 1.300.000. Đây là một cái cây bu lông gốc. Mấy anh nào mình làm bên xe gắn máy mà mở ốc nhớt hay là mở ốc gầm thì cây này là ngon lành. Mình không cần phải nghiêng cái xe gắn máy qua một bên rồi chúng ta dùng cái chì này kia vô, nó rất là cực và nó dơ. Cái này mình gắn cái đầu điếu vô cho nó đúng cái con tán, rồi chúng ta dùng pin chúng ta mở ra, khỏe ra và nó rất là an toàn. Đây, nhỏ, gọn, nhẹ và khỏe, và giá hấp dẫn luôn, 1.300.000. Rồi, về thông số kỹ thuật để mình kiếm coi nó nằm ở đâu. Rồi, đây 2457-20, sử dụng động cơ không chở than, sử dụng động cơ, con này có than ha, sử dụng động cơ có than, quảng cáo rất quen. Rồi, lực của nó là 47 newton trên mét, siết con lành. Tốc độ vòng xoay liên tục của nó là 250 vòng một phút. Tổng chiều dài là 273 mm, cân nặng có 0,7 kg thôi. Mấy anh cứ tương tự mình đút cái đầu tiếp vô, mình để dưới này mình bấm cái, ù chà, rồi nó siết và mở ngon lành. Đây là cái phần chuyển thuận và nghịch theo chiều xoay. Máy này sử dụng động cơ có chỗ than, nhưng mà nó không có ngốn pin, cũng như là khi có chỗ than thì xài nó sẽ rất là bền ha. Mà giá là hôm nay rất là tốt, 1.300.000, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Tất cả sản phẩm thì như mình đã nói đầu video là thân máy của Điều Quang 3 năm, pin sạc Điều Quang 3 năm, còn Milwaukee thì từ máy pin sạc 3 năm hết. Và Shoptun sẽ chịu trách nhiệm trong vấn đề bảo hành này, có trục trặc hay bất kỳ vấn đề gì, mấy anh chị việc bóc điện thoại lên gọi thì mình sẽ chốt cái thời gian sẽ là sự cố và mình sẽ cố gắng xử lý cái vấn đề cho mấy anh trong thời gian nhanh nhất để mấy anh chúng ta có thể có cái công cụ chúng ta hoạt động liên tục. Rồi, vậy là chúng ta sẽ còn một số sản phẩm còn lại thì trong video thứ hai. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Mọi nhu cầu anh chị vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.